Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của Két Sắt Đức Phương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm két sắt cỡ lớn để các bạn có thể để được thật nhiều giấy tờ. Về cái độ an toàn của nó thì các bạn không phải nghĩ, vì là nó quá là dày và được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết một. Và két sắt này có tên là K74KDC, khóa cơ chống cháy. Và két sắt là có chiều cao là 92, chiều rộng là 59, chiều sâu là 39. Và cân nặng của nó là 130 kg, rất rộng phải không ạ? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu về tổng quan của cái chiếc két sắt siêu lớn này. Đầu tiên, bốn xung quanh két sắt là được đúc đặc hoàn toàn. Như các bạn có thể nhìn thấy, bốn xung quanh két sắt là được đúc đặc hoàn toàn, với khả năng chống cậy phá, chống khoan phá, chống cháy với nhiệt độ cao lên tới 2000 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ. Và bốn xung quanh két sắt đã được sơn bằng một lớp sơn đen và xanh rất là đẹp, và là lớp sơn tĩnh điện, thế nên là rất là bền màu. Còn về phần trong của két sắt thì sao? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu về phần trong. Đầu tiên các bạn chỉ cần xoay mã, xoay chìa và mở thôi. Thì ở bên trong két sắt được chia làm hai khoang rất là rộng để các bạn có thể để laptop, sổ đỏ, giấy A4 và nhiều những cái giấy tờ quan trọng khác. Và ở một cái ngăn to này, nó được chia cách nhau bằng một đợt, có thể di chuyển được. Thế nên là các bạn có thể di chuyển làm sao để cho phù hợp khi các bạn để giấy tờ. Còn về phần ngăn trên của cái sắt là được thiết kế một ngăn kéo có khóa, để các bạn có thể để tiền bạc, nữ trang, những đồ trang sức có giá trị. Rất rộng phải không ạ? Đây, rộng lắm. Còn về phần cánh két là được thiết kế cực dày với những cái chốt khóa, chốt đặc bằng inox chống cắt. Đây, mình quay lại gần cho các bạn nhìn. Chốt khóa được đúc đặc chống cắt, và hèm là hèm tam cấp chống cháy rất tốt, dày dặn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở két sắt bằng khóa cơ đổi mã này. Thì đầu tiên, ổ chìa sẽ cho mình 3 chìa khóa chính và một bộ mã mặc định. Ở đây thì mình sẽ quay lại gần cái ổ quay để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Thì đầu tiên, ở đây họ đã ghi là vặn theo chiều kim đồng hồ 3 lần đến số 91. Thì các bạn bắt đầu từ điểm từ số bao nhiêu cũng được, nhưng qua mỗi lần số 91 các bạn đếm là 1. À, nhưng mà theo chiều kim đồng hồ 3 lần, 1 lần này, 2 lần này, 3 lần số 91, ok. Và tiếp tục lần thứ 2 là ngược chiều kim đồng hồ đến số 34. Lại ngược chiều, 1 này, 2, ok. Và tiếp theo là vặn đúng số theo chiều kim đồng hồ đến số 62. 62, ok. Các bạn lưu ý là không được vặn đi vặn lại thì nó sẽ sai các bạn nhé. Và sau đó các bạn xoay chìa khóa, mở, vặn núm mà mở. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.